trại bò Tứ Chiến nay ngày 5 tháng 9 năm 2020, mình giao cái lô bò này về cho cái anh chị khách ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Con bò số 4 lên trước là con bò cái. Rồi chuẩn bị đi nha. Cái tơ hàng huyết rồi, xương to, còn dài. Lên luôn. Lên luôn. Đi lên. Lên con, lên. Bò cái. Số 4. Bò cái số 4. Con số 13 là con bò ba B. Bò nâu nâu. Đó, đòn rất là dài ha. Rít và bè. Mấy bò này lên là cái bò này có khoái liền, mà nuôi 8 tháng mới bán là 65 triệu cái bò mê mới chạy xuống nữa. 8 tháng bán 65 triệu cái bò mê mới chạy xuống nữa. Đi. Con nào cái đít như cái thúng thúng. Cái đòn hết biết cái đòn không? Con số 13 là bò bê. Con số 4 là bò cái. Về chị khách ở quận 12 á. Anh chàng đẹp trai này anh chở vào. Con số 11 là con bò bông. Chuẩn bị lên xe. Con số 10 là bê bê kem chì, chuẩn bị lên xe luôn. Lên con. Ok, quá trời đẹp luôn. Về cho chị, anh chị khách ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đi, lên. Lên luôn. Lên luôn. Lên con. Rồi, mà lên bò mà lên xe đi, ngọt ngào gì, mới nuôi mau lớn, tốc độ luôn. Đi lên lên. Mấy bò này lên là không có chê chú nào được hết. Giò cẳng, mực cẳng, đòn dài. Ok liền, con nào có đít chà bè đó. Ba bê kem chì. Bê này không thua gì cơ bơm cơ bắp ha, hết biết mà. Trời. Rồi. Rồi bò này về quận 12. Tại bò mình còn có ba bê cơ bắp. Có một con 3B cơ bắp cực bíp luôn. Con số 12 là con bò kem giấy. Con số 39 là con bò Pháp. Con số 28 là con 3B. Con số 12 là con Pháp kem. Đây, số 12 là con kem. Bò lỡ, chà bá này. Bò này 140kg đó lên, đáo lên em. Bò lỡ. Con này là con cơ bắp. Anh em thấy con cơ bắp này là gọi là chốt liền nha. Cái bò này mấy anh em chậm kể là không còn anh em. Bò này giờ trong mình nó khoảng 140kg. Hết biết. Đây à, bò bê cơ bắp ha. Đó, bò Pháp ở đây. Một chút xíu nữa sạch nước sơn, bản đồ mỗi một con số thứ tự riêng. Anh em nhìn đến là biết con bò nào mình chuộng, bò nào chốt con bò đó ha. Mà anh em các tỉnh, anh chị gần xa cũng về bò xem ha. Thấy có gì tính nuôi bò, phải phái bắt bài cặp bò mới béo mình giao cái xe nhà giao tận nơi. Vô lò này giao cho anh khách ở quận 12.